Xin chào các Intecomer. Không khí thế vận hội Olympic Intecom 2017 đang ngày càng sôi nổi và hào hứng. Và ngày hôm nay thì Vinh sẽ mang đến cho mọi người thông tin về một bộ môn vô cùng hấp dẫn, đó chính là bộ môn bóng bàn. Bộ môn bóng bàn của Đại hội Thể thao Olympic Intecom 2017 năm nay có 24 vận động viên đến từ tất cả các trung tâm trong công ty. Với 24 vận động viên, ban tổ chức đã chia thành các bảng như sau. Thi đấu trong Olympic Intercom 2017 sẽ được áp dụng theo luật bóng bàn hiện hành. Trọng tài do ban tổ chức điều động và phân công sẽ điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm, công tâm và khách quan nhất. Ngày 23 tháng 8 và 24 tháng 8 sẽ diễn ra những trận thi đấu chính thức với bộ môn bóng bàn. Vậy nên chỉ còn một vài ngày nữa thôi và các vận động viên của chúng ta đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới này. Hey Intercom ơi, hãy cổ vũ thật nhiệt tình và theo dõi cho các trận đấu nhé! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 23 và 24 tới đây.